Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh, Cảnh Điềm nên duyên với Phùng Thiệu Phong. Nhiều khán giả kỳ vọng lần nên duyên của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong trong bộ phim Trước Trước Phong Lương. Cảnh Điềm vốn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh, sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhưng tài năng thì có hạn, khiến nhiều năm qua cô không thể gây ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Chỉ duy nhất có bộ phim Tư Đằng đã gây được tiếng vang lớn và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thế nhưng sau đó người đẹp vẫn im hơi lặng tiếng trong làng giải trí, ngoài nhan sắc được ca ngợi mỗi khi xuất hiện. Không ít người cho rằng Cảnh Điềm chưa thể thoát được cái bóng phim Tư Đằng mà chính cô tạo trong nhiều năm qua. Do đó trong lần nên duyên mới đây của Cảnh Điềm và Phùng Thiệu Phong ở phim Trước Trước Phong Lưu được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện thành công mới. Được biết, Trước Trước Phong Lưu nói về nữ chính Mộ Trước Hoa, do Cảnh Điềm đóng chính là người cầu toàn, hết lòng vì sự nghiệp và không muốn lãng phí thời gian với chuyện yêu đương. Mộ Trước Hoa vốn là người có số phận cũng khá lận đận khi có người cha giàu có và người mẹ quốc dân thiên hương. Thế nhưng lúc nhỏ nhà mẹ của nàng gặp nạn nên bị mất trí nhớ và phải lưu lạc trốn thanh lâu. Do cha và mẹ nàng tình sâu nghĩ nặng nên bà đã cam tâm gả cho cha làm vợ lẽ. Tuy nhiên điều này không may mắn mà bà lại qua đời lúc còn nhỏ vì bị trầm cảm. Dù sinh ra trong gia đình hào môn nhưng Trước Trước lại không được coi trọng vì là nữ. Từ nhỏ cô đã hiểu rằng nữ nhi sau khi lấy chồng thì coi như chấm hết và cô chăm chỉ học tập để đi vào con đường công danh, không yêu đương hay lập nghiệp gia đình. Thế nhưng sau khi thành công trở thành nữ quan thì cô lại rơi vào lưới tình của chàng tướng quân, Lưu Diễn do Phùng Thiệu Phong vào vai. Anh là vị vương gia chính nhân quân tử nhưng lại có nhiều người đố kỵ, do đó chàng luôn gặp nhiều nguy hiểm, thân thể lúc nào cũng nhiều thương tích. Trong lần gặp Mộ Trước Hoa, chàng đang ở tình thế quần áo xộc xệch, vết thương đầy người. Rất may Mộ Trước Hoa đã từng học y nên cô đã cứu giúp. Đây cũng chính là lần tạo nên mối lương duyên cho họ. Thế nhưng liệu tình yêu của họ có đi đến các kết đẹp? Trước Hoa sẽ theo tiếng gọi con tim, hay quyết từ bỏ chuyện tình cảm vì theo đuổi sự nghiệp? Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.